Nè, chắc một giờ một cái máy mới được ăn cơm quá. Mà cả giống như có cái thần thiệt luôn á, không này luôn á. Ta thấy có cả thì ta kho kèo kèo rồi cũng còn xí nữa, ta nhìn thì cũng còn xí nữa. Đủ ta đi vô lại xong mình từ Sài Gòn lên biết bọc 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 bọc. Nước trong con cá đó. Mô. Ghê đó, cho chắc nhìn không kỹ răng có phép thuật gì. Nó nguội rồi thì nó cháy rồi chứ sao giờ.
nhỏ tính đâu luôn. Không dai này chứ. Hình như cái lỗ thân lâm bụng đã bị cái này nó ra. Ừ. Mấy người bị rúa đó. Ừ. Con bé mình nó cho mặn cũng thế đó. Đi chứ đó. Ừ. Ngồi chứ bữa nó đợi gì luôn à. Đợi gì luôn nó. Dì Loan có lấy tiền nữa không? Không, không biết nữa. À, tao tao, tao xuống nhà rồi Trang. Mẹ nó luôn. Má với chú đố rồi. Rồi có nói chị Loan không? Kêu bé đó là con bé cho trái cây không? Chị Loan biết mà. Ừ. Tại vì ngồi im núi là con bé này nằm đây mà. Chị Loan cho mặn, nó chỉ ẩu hôm bữa ngâu mà. Và ẩu hôm bữa cho đúng không? Ừ. Ngủ ngâu ha, chị Loan cho ngâu. Loan con giá rồi mà ngâu con giá. Còn đè lắm thằng đó. Nó mụn con chú mà đầy ra. Ừ. Không á. Ông đó chú con hiền á. Ừ. Có rụt đó. Ừ. Bữa hôm qua ông nói với biết. Ừ. Hôm đó cũng kỹ. Mình lâu nữa không thấy ông đi là bữa ngày chứ đâu mình đi chơi đi uống cà phê về đó à, tới du lịch đó hả? À đúng rồi. Chỗ nó là thấu luôn á. Ừ. Đại quá kìa. Cái bộ tay nó đang trơn đi nữa. Trơn. Ừ.
nước mắt đầm đìa. Nó ăn xong mà mình băng cái găng tay nó nắng tay giờ nào dễ đó.